Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ tư, ngày 4 tháng 9 năm 2019 có những nội dung chính sau. Các địa phương trong tỉnh tiếp tục khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ. Cảnh báo lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép các địa phương lùi thời gian khai giảng. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày vừa qua, ở Quảng Bình đã có mưa to đến rất to. Lũ trên các sông trong tỉnh đang tiếp tục lên cao. Hiện nay lũ trên các sông đang lên, mực nước lúc 4 giờ ngày hôm nay, mùng 4 tháng 9 trên cảng sông Kiển Giang tại trạm Kiển Giang là 9,39 m trên mức báo động 1, 1,39 m, tại trạm Lệ Thủy 1,93 m dưới mức báo động 2, 0,07 m. Sông Rau Nầy tại trạm Đồng Tâm 11,09 m trên mức báo động 2, 0,09 m. Sông Danh tại trạm Ái Hòa 4,48 m dưới mức báo động 2, 0,52 m. Đài khí tượng thủy văn Quảng Bình dự báo trong khoảng thời gian từ 6 đến 12 giờ tới, lũ trên các sông tiếp tục lên, mực nước trên các sông có khả năng lên mức báo động 2. Cụ thể, sông Danh tại Mai Hòa 6 m trên mức báo động 2, 1 m, sông Kiển Giang tại Lệ Thủy 2,20 m ở mức báo động 2. Trong 6 đến 12 giờ tới, khu vực Quảng Bình có mưa to, mưa rất to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa, Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, ngập úng ở vùng trũng thấp của huyện Lệ Thủy và thị xã Ba Đồn. Theo thông tin ban đầu từ lãnh đạo xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn xã Đức Hóa có mưa to, nước sông dâng cao, gây sạt lở đất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hàng chục hộ dân trên địa bàn. Nhiều nơi sạt lở ăn sâu vào chỉ cách hộ dân 1,5 m. Hiện nay, địa phương đã triển khai di dời khẩn cấp 25 hộ dân với 59 nhân khẩu ở thôn Đức Phủ 1, xã Đức Hóa đến nơi an toàn. Hiện nay, tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, khu vực sạt lở đang có nguy cơ mở rộng, nhất là khi mưa xuống hoặc nước lũ từ thượng nguồn đổ về. Địa phương cũng đang tiếp tục triển khai phương án di dời 60 hộ dân với gần 290 nhân khẩu thuộc thôn Phúc Tùng. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin vào các bản tin sau. Tin cảnh báo lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt. Trong 6 giờ qua, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Trung Trung Bộ nối với áp thấp nhiệt đới, nên tại khu vực Quảng Bình có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa 6 giờ qua phổ biến từ 40 đến 70 mm, có nơi cao hơn như Đồng Tâm 113 mm, Khí tượng Tuyên Hóa 101 mm, Mai Hóa 136 mm, Minh Hóa 95 mm. Cảnh báo từ hiện tại đến 3 giờ tới, trên khu vực từ Quảng Bình tiếp tục có mưa to, mưa rất to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, đặc biệt là các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Ninh, Lệ Thủy, nguy cơ xảy ra ngập úng tại các vùng trũng thấp và đô thị, đặc biệt là Ba Đồn, Đồng Hới, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình mưa lũ đang diễn ra ở cả địa phương trong tỉnh, chính quyền các cấp đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin trong các chương trình thời sự tiếp theo. Mưa to trong những ngày qua đã gây ngập lụt và sạt lở, làm hư hỏng nhiều vị trí trên các tuyến quốc lộ và đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Trên tuyến quốc lộ 15, quốc lộ 9B, quốc lộ 9E, quốc lộ 12A, nhiều đoạn đường đã bị ngập, đất đá trôi lấp rãnh dọc vào mặt đường. Tại km 140 cộng 250 quốc lộ 12A, mặt đường bị nứt gãy, có nguy cơ cắt đường. Tại km 141 cộng 650, đất mài ta luy dương sụt trượt gây thắt đường. Trên quốc lộ 9C, cây đổ và sạt lở mài ta luy ở nhiều vị trí. Hiện đơn vị quản lý đang tập trung thu dọn để thông tuyến. Tại nhiều tuyến đường tỉnh như 558, 559, 559B, 560, 562, 563, 564 bị ngập, cây đổ ngang đường và sạt lở mài ta luy nhiều vị trí. Nhiều đường nội thành thành phố Đồng Hới, một số vị trí cây đổ, biển báo bị gãy cũng đã được đơn vị quản lý đường bộ thu dọn, đảm bảo giao thông và thông tuyến. Ngày 3 tháng 9, đồn biên phòng Ra Mai cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một đối tượng lợi dụng trong lúc thời tiết mưa bão, vận chuyển hơn 43 phách gỗ các loại không có giấy tờ hợp lệ. Vào lúc 23 giờ ngày 1 tháng 9, tại km 110 cộng 800 trên quốc lộ 12A, tổ công tác của đồn biên phòng Ra Mai phối hợp với đội đặc nhiệm phòng phòng chống ma túy và tội phạm dừng xe kiểm tra và phát hiện trên xe ô tô mang biển kiểm soát 53L9498 do Đinh Tiến Thành, sinh năm 1974, trú ở bản Bãi Dinh, xã Dân Hòa, huyện Minh Hóa điều khiển, chở 43 phách gỗ chủng loại tàu bộp re với tổng khối lượng trên 2 m3, không có giấy tờ. Đồn biên phòng Ra Mai đang tiếp tục điều tra xác minh và hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Hôm qua ngày 3 tháng 9,
Hội khuyến học tỉnh đã phối hợp cùng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Osalit trao học bổng cho các học sinh nghèo hiểu học trên địa bàn xã Sơn Trạch và Phúc Trạch, huyện Bố Trạch. Tại xã Sơn Trạch, đoàn đã trao 80 suất học bổng và ở xã Phúc Trạch là 70 suất, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Được nhận học bổng là những em học sinh thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên trong học tập. Ngoài xã Sơn Trạch và Phúc Trạch, trong đợt này, Hội khuyến học tỉnh sẽ phối hợp cùng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Osalit tiếp tục trao học bổng tại các xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, Tân Hòa, huyện Minh Hòa và Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa. Đây là hoạt động nằm trong chương trình tiếp sức đến trường năm học 2019-2020 do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Osalit tổ chức nhằm tài trợ học bổng tại 16 trường cho 330 học sinh nghèo hiểu học. Nguồn kinh phí tài trợ là 330 triệu đồng. Trong những năm trở lại đây, việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm các trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học để trường đạt chuẩn quốc gia được huyện Lệ Thủy quan tâm đúng mức. Ủy ban nhân dân huyện đã dành khoảng 20 đến 25% nguồn ngân sách huyện để đầu tư cho các trường học. Đồng thời, các xã tranh thủ các nguồn thu, nguồn xã hội hóa, nguồn hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp để đầu tư hoàn thiện các trường học. Qua gần 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, huyện Lệ Thủy có 144 trường học được đầu tư nâng cấp sửa chữa để đạt chuẩn quốc gia. Có 20 trong tổng số 30 trường mầm non, 28 trong tổng số 31 trường tiểu học, 22 trong tổng số 29 trường tiểu học và trung học cơ sở đạt chuẩn về cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy học. Có 16 xã đạt tiêu chí trường học, 21 xã đạt tiêu chí giáo dục và đào tạo. Tỷ lệ trẻ đủ độ tuổi được đến trường đạt 100%. Là địa bàn miền núi thuộc diện 135 của chính phủ. Tuy vậy, những năm qua, trường tiểu học số 1 Quảng Châu, huyện Quảng Trạch đã thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, tập trung huy động nguồn lực để tăng trưởng cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Ban giám hiệu nhà trường đã quán triệt sâu sắc chỉ đạo tập thể sư phạm thực hiện thúc kỷ hội của huyện với đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, lấy đổi mới công tác quản lý giáo dục làm khâu đột phá. Trên cơ sở vừa dạy vừa nghiên cứu vừa được kinh nghiệm, hàng năm nhà trường đều tổ chức cho toàn thể giáo viên tham gia việc sáng kiến kinh nghiệm để áp dụng vào thực tiễn dạy học. Nhờ đó, chất lượng giáo dục của nhà trường ngày càng được nâng lên. Năm học vừa qua, đã có một em đạt giải 3, hai em đạt giải khuyến khích thi tài năng tiếng Anh OTE cấp huyện và một em đạt giải 3 ngày hội em viết chữ đẹp cấp tỉnh. Có 6 sáng kiến kinh nghiệm được đề nghị cấp trên khen thưởng. Nhà trường được ngành đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen. Bước vào năm học mới 2019-2020, trường tiểu học số 1 Quảng Châu đang tập trung thực hiện các tiêu chí để công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Bồi dưỡng năng lực chuyên môn vững vàng cho đội ngũ giáo viên, xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết sáng tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới. Thưa quý vị và các bạn, cho đến thời điểm này, cả công tác chuẩn bị cho năm học mới đã được ngành giáo dục và đào tạo triển khai thực hiện, sẵn sàng mọi tâm thế bước vào năm học mới 2019-2020 với nhiều kỳ vọng mới. Công tác chuẩn bị năm học mới đã được các trường học trên địa bàn tỉnh tích cực chuẩn bị từ đầu tháng 7. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã có nhiều văn bản và hướng dẫn các phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục trực thuộc khẩn trương rà soát lại trường lớp và trang thiết bị dạy và học. Năm học này, bằng nguồn ngân sách và đóng góp của nhân dân, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã được xây mới, khang trang và hiện đại hơn theo hướng đạt chuẩn quốc gia. Tính đến thời điểm này, Quảng Bình có tỷ lệ phòng học được kiên cố hóa đạt trên 83%. 100% các trường học có thư viện. Toàn tỉnh có 369 trường trên tổng số 585 trường đạt chuẩn, đạt tỷ lệ trên 63%. Bước vào năm học mới, ngành giáo dục Quảng Bình cũng đã kiện toàn, cân đối đội ngũ cán bộ quản lý các nhà trường và giáo viên cả về số lượng lẫn chất lượng. Để giải quyết vấn đề thừa thiếu giáo viên cục bộ tại các trường trung học phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện điều chuyển giáo viên từ nơi thừa đến nơi thiếu. Năm học vừa qua, toàn tỉnh đã tiến hành điều chuyển 50 giáo viên. Đến nay, 100% cán bộ quản lý và giáo viên các ngành học cấp học được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết phục vụ cho công tác quản lý và giảng dạy trước khi vào năm học mới. Ngành giáo dục và đào tạo đã và đang chuẩn bị công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên chuẩn bị cho triển khai chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới. Chúng tôi đã chỉ đạo các phòng là thực hiện cái việc cụ thể hóa 9 nhiệm vụ và 5 giải pháp của Bộ Giáo dục triển khai trong năm học 2019-2020. Và hiện nay các phòng sở đã có cái hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học. Và đến giờ phút này có thể nói rằng là toàn ngành, toàn tỉnh bước vào năm học mới với một khí thế mới và với một cái năm học mà có thể nói rằng là sẽ có nhiều triển vọng đầy hứa hẹn.
Năm học 2019-2020, Quảng Bình quyết tâm đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện hóa nghị quyết số 29 bằng việc triển khai hiệu quả các chương trình hành động cụ thể của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh. Với sự chuẩn bị chú đáo của ngành giáo dục và đào tạo Quảng Bình, sự chung tay của cả cộng đồng, sự kỳ vọng của nhân dân, hy vọng ngành giáo dục và đào tạo Quảng Bình sẽ gặt hái được nhiều kết quả toàn diện hơn nữa trong năm học mới. Sáng sớm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công điện về việc phòng chống mưa bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, trong đó cho phép xem xét lùi ngày khai giảng nếu chưa an toàn. Công điện yêu cầu các cơ sở giáo dục đào tạo tại các tỉnh, thành phố, khu vực ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi và khu vực Tây Nguyên khẩn trương tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, tình hình mưa lũ, đảm bảo thông tin kịp thời, đầy đủ, chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để kịp thời ứng phó khi có tình huống xảy ra, kiểm tra tình trạng các công trình trường lớp học, lên phương án bảo đảm an toàn cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, tài liệu thư viện, hồ sơ giấy tờ. Công điện cũng nêu rõ, giám đốc, hiệu trưởng các cơ sở giáo dục chỉ đạo lên phương án vệ sinh trường lớp, khắc phục hậu quả, chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất trường lớp cho khai giảng năm học mới, xem xét lùi ngày khai giảng nếu chưa an toàn. Theo đó, tỉnh Quảng Bình là địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của áp thấp nhiệt đới. Vì vậy, hiện nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đang xin ý kiến của Bộ xem xét về việc lùi thời gian khai giảng năm học mới. Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, đến 9 giờ ngày 4 tháng 9, trên địa bàn toàn tỉnh có 32 xã thuộc địa bàn thấp trũng sẽ không tổ chức khai giảng theo đúng kế hoạch. Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới gần bờ. Hồi 7 giờ ngày 4 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc, 109,7 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khoảng 200 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, từ 40 đến 50 km một giờ, giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, khoảng 60 km, tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 5 đến 10 km. Đến 7 giờ ngày 5 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc, 111,3 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam khoảng 120 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, từ 40 đến 50 km một giờ, giật cấp 8. Dự báo trong 24 giờ đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 7 giờ ngày 6 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc, 114,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 440 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, từ 40 đến 60 km một giờ, giật cấp 9. Dự báo trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km. Cảnh báo gió mạnh ngày hôm nay mùng 4 tháng 9 ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6 giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 m, biển động mạnh. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới do áp thấp nhiệt đới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, phía Bắc vĩ tuyến 15 độ Vĩ Bắc. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam cường độ mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2,5 đến 3,5 mét, biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Tại tỉnh Quảng Bình, cảnh báo gió mạnh trên biển, gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh, biển động mạnh, độ có sóng từ 2 đến 4 mét. Cảnh báo gió mạnh trên đất liền, gió cấp 3, cấp 4, giật cấp 5. Cảnh báo mưa lớn, Quảng Bình có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Cảnh báo lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt. Trên các sông suối, trên lưu vực sông Quảng Bình xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông phổ biến ở mức báo động 2, báo động 3. Nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất ở các vùng núi, các huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa, Quảng Ninh, Lệ Thủy. Ngập úng ở các vùng trũng thấp và đô thị, đặc biệt là thị xã Ba Đồn, thành phố Đồng Hới. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1, cấp 2. Sau đây là những thông tin dự báo thời tiết trưa và chiều ngày hôm nay. Dự báo thời tiết Quảng Bình trưa và chiều ngày 4 tháng 9 năm 2019, khu vực thị trấn Đồng Lê trời nhiều mây, có lúc có mưa vừa đến mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ, độ ẩm từ 78 đến 95%.